Alo, thân chào anh em, thân chào cả nhà, mình đã trở lại. Và hôm nay mình xin chia sẻ với quý vị là hôm trước mình có làm một cái mạch điều tóc. Đây là cái mạch điều tóc được làm từ cái con đó là Chansito là D718 và một cái là một cái biến trở 10k, biến trở 10k nè. Thì cái video mình làm rồi, mình có để đường link bên dưới, anh em nào chưa xem thì có thể vô xem lại. Cái này làm rất là đơn giản. Hôm nay mình muốn là sử dụng cái biến trở này gắn vô đây, để mình đều tóc cho cái cây quạt dây chai này của mình. Đây là cây quạt mình mua dây chai, thì ở dưới này nó đã banh hết trơn rồi, banh chành té bẹ hết trơn rồi. Đó, như vậy là cái đầu này là cái đầu ra là đầu dương nè, đầu ra đầu dương nè, đầu là đầu này nè, đầu dương của quạt nè, đầu này là đầu âm nè. Bây giờ mình sẽ gắn vào cho quý vị xem thử nè. Đây là cái nguồn của mình nè, đầu dương, đầu âm. Đấy, quạt nó đã quay. Đây, quạt đã quay rồi. Đó, rất là mát luôn. Tuy nhiên mình muốn là điều chỉnh tốc độ của nó như thế nào thì chỉnh tốc độ của nó, thì hôm nay mình sẽ làm ha. Và giới thiệu với quý vị và các bạn thì cách làm nó rất là đơn giản quý vị. Thì cái đầu tiên á, cái dây âm thì chúng ta cho nó vào cái âm nguồn đi. Đây, dây âm cho nó vào âm nguồn này nè. Đó, còn cái dây dương thì chúng ta cho nó vô cái bộ điều tóc, chúng ta sẽ nối nó lại. Đây, ta sẽ nói nó lại. Rồi, chúng ta sẽ cho cái là cái nguồn điện âm vô chân giữa. Đó, quạt đã bắt đầu quay rồi. Quạt nó quay rồi, nó quay nhẹ rồi nè, quý vị thấy chưa? Nó quay nhẹ. Đó. Đó. Dặn hết luôn, dặn cuối cùng thì quạt nó không quay, tắt. Rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ điều chỉnh nè, tốc độ của quạt nè. Đây là núm dặn nè. Bây giờ chúng ta sẽ đó là mở lên. Rồi, tăng lên từ từ. Đấy, quạt bắt đầu là nó đấy, nó quay. Quay tốc độ này nè là rất là nhẹ. Đấy. Rồi, tăng lên hết cỡ thì quý vị nghe tiếng hù hù của quạt. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ để khoảng một thời gian thử cái này có nóng không. Đấy, mình sẽ để hết ga ha, trong một khoảng thời gian. Thử coi nó có quạt nó có nóng không nha quý vị. Mình để nó giờ rất là lâu luôn rồi, nhưng mà cái con móc phét này nó chỉ là ấm ấm à, chứ nó không có nóng ha. Như vậy là đã xong rồi, bây giờ mình sẽ đấu nó vô trong cái mạch này luôn. Đây, nó có cái công tắc sẵn rồi nè, giờ mình chế cái công tắc luôn ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành làm ha. Sau khi làm xong rồi mình sẽ giới thiệu cho các bước, chứ mình hàng với mình làm thì nó cũng không có được đẹp cho lắm. Thì mong quý vị thông cảm, bây giờ mình sẽ tiến hành làm nha quý vị. Alo. Và sau một cái khoảng thời gian dành cả tuổi thanh xuân ra thì mình đã hàn xong cái này vô nè quý vị. Và cái cách hàn của mình nè, đây là cổng dây USB, mình xài cái quạt này cho 5V, cho nên mình xài cái cổng dây USB, cái đầu USB nè, cổng dây sạc. Đầu dương thì mình cho nó vô cái công tắc. Đó, công tắc cho công tắc nè. Rồi cái đầu dương của công tắc ra thì cho nó vô cái chân giữa. Đấy, cho vô chân giữa của cái con móc phết. Đó. Còn đầu ga thì mình cho nó vô cái chân giữa của quạt. Đó. Đầu ga dương thì cho vô dây dương của quạt. Còn đầu âm thì mình kết nối với dây âm của quạt nè. Dây quạt là hai cái dây này nè. Rồi xong. Và bây giờ mình sẽ ghim điện ha. Sẽ ghim điện vô và chúng ta sẽ thử nó ha. Ok. Rồi, quạt quay rồi nè. Rồi mình sẽ điều chỉnh nó bằng cây dẫn núm này nè, nhỏ lại thì nó không quay nữa. Đó, dẫn lên
Đấy, quá ngon lành. Và bây giờ mình sẽ cố định nó vô đây, cái nữa là chúng ta coi như là chúng ta đã hoàn thành ha. Nhìn chút ra không có gì, chờ mình sẽ cố định vô cho quý vị xem ha. Alo, và bây giờ mình đã hoàn thiện được cái quạt của mình rồi nè quý vị. Đây, ở đây thì nó có cái quạt của mình đây, thì nó cái nấm dặn đây là có cái công tắc, mình tắt thì nó không có quay nữa đó. Tắt thì hoàn toàn nó không quay, mở lên bật công tắc lên thì bắt đầu nó quay, mình dặn xuống thì nó quay là chậm, dặn lên thì nó quay nhanh. Đấy, ok chưa? Đây thì mình đã hàn lại rồi nè, đã hàn nó dính vô xong rồi nè, ngắt luôn à, đổ keo nến đóng luôn. Khi chạy thì cái miếng nhôm này nó hơi ấm ấm mà chứ không có nóng, mắm chắc nó chảy qua keo nến rồi hết quá mắm rồi ha, chứ hoàn toàn không có nóng. Rồi, như vậy là video clip của mình chia sẻ về những món đồ mà mình chế tạo từ dĩa chai thì nó đã hoàn thành rồi nè quý vị. Ngon rồi nè, được cái quạt này ngon à, quá quá hoàn thiện, mình cảm thấy rất là ok luôn, điều chỉnh được tốc độ của nó, hoàn toàn là tất cả những cái này là từ dĩa chai không, ngay cả từ cọng dây này cũng là dĩa chai luôn nữa. Quạt chạy rất im luôn, rất là tiết luôn. Rồi, thân chào quý vị và các bạn, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video clip sau của mình nha quý vị. Rồi, bye bye, hẹn gặp lại.